Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 11, tại Trường Đại học An Giang, Hội Khuyến học tỉnh An Giang phối hợp Trường Đại học An Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức lễ trao học bổng Xổ số kiến thiết An Giang đợt 1 năm học 2023-2024. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Diệu Quỳnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Đợt 1 năm học 2023-2024, ban tổ chức đã trao 195 suất học bổng cho học sinh sinh viên của các trường Đại học An Giang, Cao đẳng Nghề An Giang, Cao đẳng Y tế An Giang và các trường đại học ngoài tỉnh với tổng kinh phí trên 850 triệu đồng. Trong đó, học bổng bảo trợ đặc biệt sinh viên đại học cấp đợt 1 8 triệu đồng, học bổng khuyến tài sinh viên đại học cấp đợt 1 6 triệu đồng, sinh viên cao đẳng 3 triệu 400 ngàn đồng, học bổng khuyến học sinh viên đại học 4 triệu đồng, sinh viên cao đẳng 2 triệu 500 ngàn đồng. Học bổng khiếm khuyết tay chân, tùy theo học lực và mức độ khiếm khuyết sẽ có mức học bổng riêng. Đây là quỹ học bổng bảo trợ khuyến tài và khuyến học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để các em học sinh sinh viên phấn đấu nỗ lực học tốt,